Thái Công nổi tiếng là nhà thiết kế quý tộc nên những gì liên quan đến ông đều rất đắt đỏ. Dẫu biết vậy nhưng vẫn có không ít người tỏ ra bất ngờ trước mức giá ở quán cà phê ông làm chủ. Với việc chuyên bán các mặt hàng sặc mùi tiền, Thái Công nổi lên như một hiện tượng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo lời nhà thiết kế, những ai sở hữu và hiểu rõ giá trị những món hàng từ cửa hàng của ông đều là người có kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm. Sau khoảng thời gian gây bão trên mạng xã hội với các mặt hàng xa xỉ phẩm, quán cà phê của Thái Công cũng được nhiều người biết đến hơn. Cùng với vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 1, đối diện nhà hát thành phố, sự sang chảnh thì mức giá đồ ăn, thức uống ở đây cũng là yếu tố khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt. Dù đã nghe về điều đó trên các diễn đàn mạng, nhưng có lẽ khi tự mình trải nghiệm thì cảm giác mới thật sự chân thực. Bởi vậy mà mới đây, một nhóm bạn trẻ đã rủ nhau đến cà phê của Thái Công để ăn uống thử và tỏ ra khá bất ngờ khi tính tiền. Theo hình ảnh hóa đơn được chia sẻ, buổi cà phê này của nhóm bạn gồm 4 người có 4 đồ uống và 2 món nữa là bánh và panna cotta. Tổng thiệt hại là 1040k, cộng thêm tiền phí dịch vụ và thuế VAT thì hóa đơn phải chi trả là 1179k. Với số tiền này dành cho một buổi ngồi cà phê của 4 người thì đúng là có hơi, đắt thật. Thế nên khi chuyển hóa đơn cho nhau, từng bạn trẻ trong nhóm đều có biểu cảm mắt chữ A, miệng chữ O. Không chỉ có 4 vị khách trên, đông đảo cư dân mạng xem hóa đơn xong cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Có người còn so sánh rằng buổi cà phê này có giá ngang một bữa thịt nướng, bởi với giá tiền khoảng 250k người thì cũng có thể đi ăn thịt nướng, thậm chí là ăn buffet rồi. Ở đây có gì mà mắc vậy ta, thế này ngang bữa đi ăn nướng lẩu rồi ha. Tôi đi ăn buffet có 150k người nè, đúng là cà phê Thái Công có khác, một số netizen bình luận. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng mức giá mỗi nơi mỗi khác và còn phụ thuộc vào mặt bằng cửa hàng, chất lượng đồ ăn, đồ uống cũng như dịch vụ. Thế nên, mỗi vị khách có thể lựa chọn tới hoặc không, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Cách đây không lâu, một nữ TikToker đã mạnh dạn ghé qua quán cà phê sang chảnh của nhà thiết kế Thái Công và tỏ ra rất bất ngờ khi nhìn thấy nội thất lẫn thực đơn nơi đây. Ngay từ sảnh vào, sự lộng lẫy trong từng chi tiết đã khiến cô gái ấn tượng vô cùng. Thế nhưng, cả phần nội thất xa hoa lẫn thực đơn của quán cà phê này đều làm dấy lên làn sóng tranh cãi giữa người xem. Đầu tiên là về phần nội thất của nơi này quá đắt tiền, nên nhiều người lo sợ rằng vào đây uống cà phê thì phải rất cẩn thận. Nếu vô tình làm đổ vỡ đồ đạc thì sẽ nguy to. Điều gây tranh cãi lớn hơn đó chính là giá tiền của các món thức uống và món bánh trong thực đơn của quán cà phê. Theo như nữ TikToker chia sẻ, thực đơn của quán không có món nào dưới 100.000 đồng. Muốn uống bình trà nguyên chất như trong video clip thì cô phải bỏ ra 230.000 đồng. Bất ngờ nhất là ly sinh tố cũng có mức giá khá cao, lên đến 210.000 đồng. Vì giá tiền đó mà cư dân mạng đã chia làm hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên cho rằng giá tiền so với không gian và vị trí quán cà phê tọa lạc thì không phải là quá mắc. Nhiều người cho rằng đây đúng là tiền nào của nấy, với không gian sang trọng như vậy thì giá nước uống và thức ăn khá hợp lý. Ngược lại, có ý kiến cho rằng giá tiền này không ổn chút nào. Vì chỉ uống một ly nước mà phải bỏ thêm tiền để gánh thêm chi phí nội thất, mặt bằng cho quán thì không hay cho lắm. Còn một vài người thì cảm thấy việc uống tại quán vỉa hè hay bình dân hơn một chút còn thoải mái hơn.